Hello anh chị, đây là video phân tích chi tiết về cơ hội cổ phiếu VGS. Trước hết thì nói về nhóm thép để anh chị có thể nắm bắt được cái chu kỳ sóng trong giai đoạn nửa cuối năm nay. Thì cá nhân mình nghĩ rằng là khả năng giai đoạn nửa cuối năm nay và sang năm sau sẽ có sóng ngành thép. Lý do là giá thép thế giới hiện tại là đang trong quá trình tạo đáy rồi, sau khi mà Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra giải pháp là mua lại bất động sản ế ẩm từ người dân. Và điều này tạo ra kỳ vọng về thị trường bất động sản Trung Quốc sẽ phục hồi. Từ đó thì tiêu thụ thép tại quốc gia tiêu thụ thép số 1 thế giới là Trung Quốc thì cũng được kỳ vọng là gia tăng trở lại. Còn đối với thị trường Việt Nam thì thị trường bất động sản tại Việt Nam cũng đã có sự phục hồi trở lại rồi. Vì vậy nên là tiêu thụ thép được dự kiến là cũng sẽ gia tăng trở lại. Và ngoài ra thì trong giai đoạn mà đầu của một chu kỳ sóng tăng trong hiện tại là được kỳ vọng là uptrend của chu kỳ 2024 đến 2026 thì thường là sẽ có sóng của các nhóm ngành như là nhóm thép hay là gọi là nhóm ngành sản xuất, tức là các doanh nghiệp sẽ có sự phục hồi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nên là các doanh nghiệp sản xuất mà trong đó thì nhóm thép là một nhóm rất là quan trọng, và cá nhân mình nghĩ là khả năng sẽ có sóng trong giai đoạn nửa cuối năm nay và sang năm sau. Thế thì trong trong nhóm cổ phiếu ngành thép thì cổ phiếu VGS là một phiếu hết sức là đáng chú ý, bởi vì là doanh nghiệp có những cái tiềm năng tăng trưởng rất là rõ ràng, và mình sẽ phân tích chi tiết trong buổi video này ngày hôm nay để cho anh chị có thể nắm bắt được. Trước hết là khái quát chung về cổ phiếu VGS thì VGS thì là công ty cổ phần ống thép Việt Đức và ngành nghề kinh doanh là kinh doanh thép. Thời gian thành lập là vào tháng 12 năm 2002 và VGS lên sàn là vào tháng 11 năm 2008. Vốn hóa của VGS là hơn 1.800 tỷ, tính đến phiên giao dịch ngày hôm nay là hơn 1.800 tỷ. EPS của VGS là hiện tại là khoảng hơn 1.000 đồng. Và giá trị sổ sách của VGS là khoảng hơn 18.300 đồng. Ngành nghề kinh doanh của VGS thì chủ yếu là VGS thực hiện hoạt động kinh doanh thép. Ngoài ra thì doanh nghiệp cũng thực hiện xây dựng một số những cái dự án công trình, và hiện tại thì tỷ trọng trong doanh thu của VGS thì hoạt động kinh doanh thép là chiếm tỷ trọng lớn nhất. Ngoài ra thì lĩnh vực xây dựng thì cũng đóng góp trong doanh thu, tuy nhiên là với tỷ trọng nhỏ thôi. Chủ yếu là cái hoạt động mà đóng góp chính doanh thu cho VGS đến thời điểm bây giờ thì vẫn là hoạt động kinh doanh thép thôi. Quá trình phát triển của VGS thì ở đây mình muốn nhấn mạnh đến vốn góp của chủ sở hữu trong doanh nghiệp này. Thì anh chị thấy là đây là cái vốn góp của VGS trong, anh chị để ý là giai đoạn từ năm 2018 cho đến năm 2023 thì gần như là vốn góp là không tăng quá nhiều. Đấy, điều này thể hiện là doanh nghiệp này rất là cô đọng. Năm 2018 thì vốn góp đã là gần 400 tỷ rồi. Thì đến năm 2023 thì tăng lên khoảng hơn 500 tỷ thôi. Thì tức là doanh nghiệp này không bị hoạt động phát hành thêm đấy, hay là pha loãng quá nhiều. Và đây là một doanh nghiệp khá là cô đặc về mặt vốn góp của chủ sở hữu, như là cái tỷ lệ sở hữu của các cổ đông trong doanh nghiệp. Tiếp theo là phân tích về ban lãnh đạo. Thì ban lãnh đạo là với chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lê Minh Hải. Ông Lê Minh Hải thì là cổ đông sáng lập của công ty và ông đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành thép. Trước khi về công ty ống thép Việt Đức, ông đã từng nắm vị trí cao trong công ty thép Hà Nội, tổng công ty thép Việt Nam. Ngoài chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị công ty ống thép Việt Đức, ông còn đang nắm giữ các chức vụ phó chủ tịch hiệp hội thép Việt Nam. Thì có thể thấy là chủ tịch hội đồng quản trị của VGS thì là một người lãnh đạo mà đã có kinh nghiệm khá là lâu năm trong cái hoạt động thép này, hoạt động kinh doanh cũng như là sản xuất thép. Thành viên hội đồng quản trị là ông Nguyễn Hữu Thể. Đấy, ông trước khi vào Việt Đức thì ông đã điều hành sản xuất công ty ống thép Hòa Phát, và đến khi giữ chức vụ tổng giám đốc công ty, ông đã từng giữ chức vụ giám đốc sản xuất. Như vậy là ông Nguyễn Hữu Thể là đã từng có giai đoạn làm việc cũng khá là lâu năm trong công ty thép Hòa Phát rồi. Và Hòa Phát thì là được biết đến là thương hiệu hàng đầu trong thị trường thép rồi. Vì vậy nên là cũng có kinh nghiệm rất là lâu năm. Và cái tỷ lệ sở hữu của ban lãnh đạo là ông chủ tịch hội đồng quản trị là ông Lê Minh Hải thì nắm giữ tỷ lệ sở hữu lên đến hơn 32%, tức là nắm giữ tỷ trọng rất là lớn trong cái hoạt động quản trị của VGS, và cũng như là có quyền biểu quyết và quyết định điều hành các cái hoạt động trong sản xuất kinh doanh của VGS. Ngoài ra thì có bà Nguyễn Thị Nhi là cũng là thành viên hội đồng quản trị điều hành.
và bà đang nắm giữ là 5,6% tỷ lệ, cũng như là ông Nguyễn Hữu Thể thì nắm giữ là hơn 3%. Đây cũng là một trong những các cổ đông lớn của VGF. Có thể thấy là ban lãnh đạo khi mà nắm giữ cái lượng lớn cổ phiếu thì nó sẽ có ưu thế là tạo ra cái động lực để cho ban lãnh đạo tiếp tục là điều hành phát triển doanh nghiệp và giúp cho lợi nhuận tăng trưởng. Và khi mà lợi nhuận tăng trưởng thì đương nhiên là giá cổ phiếu cũng sẽ có cái đà tăng giá theo cái lợi nhuận của doanh nghiệp. Tiếp theo là về cơ cấu cổ đông của VGS. Thì tính đến thời điểm tháng 3 năm 2024 thì ông Lê Minh Hải là chủ tịch hội đồng quản trị của VGS thì đang nắm giữ cái tỷ lệ sở hữu là hơn 32%. Tiếp đến thứ hai là bà Nguyễn Thị Thanh Thủy là nắm giữ hơn 10%. Bà Lê Khánh Huyền thì nắm giữ hơn 8%. Đấy, còn lại là các tiếp tục là các cổ đông lớn. Và như vậy thì tóm tựu chung lại thì là cổ đông nội bộ của VGS là bao gồm có hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, ban kiểm soát và người có liên quan. Là tổng lại là nắm giữ với chiếm tỷ lệ là lên tới gần 65% tổng khối lượng cổ phiếu lưu hành của VGS rồi. Như vậy là đây là một cổ phiếu rất là cô đặc. 65% cái khối lượng cổ phiếu lưu hành là thuộc về cổ đông lớn và ban lãnh đạo. Và ngoài ra thì cái phần lượng cổ phiếu trôi nổi còn lại thì nó không còn nhiều. Tức là đây là cổ phiếu rất là cô đặc. Vì vậy nên là chỉ cần một cái lượng tiền vừa phải thôi là đã có thể kéo giá cổ phiếu tăng trần rồi đối với những mã cổ phiếu mà có thanh khoản thấp và đặc biệt là cái cơ cấu cổ đông lại rất là cô đặc nữa. Và khi mà chúng ta đầu tư vào những mã cổ phiếu cô đặc thì sẽ có được cái ưu điểm là giá cổ phiếu sẽ dễ cho được cái tỷ suất lợi nhuận đột biến và trong thời gian ngắn hơn so với các mã cổ phiếu mà bị pha loãng. Tiếp theo thì mình sẽ cập nhật về tình hình kinh doanh của VGS. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của VGS trong giai đoạn quý 1 năm 2024 vừa qua thì lợi nhuận sau thuế là tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Cùng kỳ năm ngoái thì là hơn 13 tỷ lợi nhuận và sang đến quý 1 năm nay thì là hơn 14 tỷ lợi nhuận. Như vậy là có cái sự tăng trưởng nhẹ trong cái lợi nhuận quý 1 của VGS. Doanh thu thì sụt giảm nhẹ. Tuy nhiên là giá vốn và các chi phí khác thì có sự sụt giảm nên là tổng lại thì là lợi nhuận vẫn có cái sự tăng trưởng nhẹ so với kỳ của năm ngoái. Bảng cân đối kế toán thì anh chị để ý đến khoản mục hàng tồn kho chính là cái phần mà mình đánh dấu đỏ ở đây. Trong đối với các doanh nghiệp sản xuất thì khoản mục hàng tồn kho nó rất là quan trọng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp sản xuất thép. Nó thể hiện là doanh nghiệp có tích trữ được cái lượng lớn hàng tồn kho hay không để chuẩn bị bước vào một cái chu kỳ tăng giá mới của thép. Nên là, và nếu mà doanh nghiệp nào mà tích trữ được cái lượng hàng tồn kho lớn trong cái giai đoạn mà giá thép giảm và ở cái mức thấp thì trong bối cảnh khi mà giá thép có xu hướng tăng trở lại thì sẽ có cái lợi thế hơn. Và VGS thì hàng tồn kho trong quý 1 năm nay thì có sự tăng trưởng khá là mạnh so với giai đoạn cuối năm. Cụ thể là ngày 31 tháng 3 thì hàng tồn kho là hơn 600 tỷ, trong khi mà giai đoạn cuối năm ngoái, đầu năm nay đấy thì hàng tồn kho là chỉ là hơn 400 tỷ thôi. Thế nhưng mà sang đến giai đoạn ngày 31 tháng 3 là lượng hàng tồn kho đã được tích trữ và tăng lên khá là mạnh là hơn 600 tỷ. Điều này cho thấy là cái tầm nhìn của ban lãnh đạo là họ đã có sự chuẩn bị sẵn và tích trữ trước cái lượng hàng tồn kho để trong cái bối cảnh khi mà thị trường bất động sản Việt Nam phục hồi. Và khi đấy thì tiêu thụ thép cũng được dự báo là sẽ gia tăng trở lại. Thì như vậy là VGS, ban lãnh đạo họ đã có tầm nhìn từ trước và chuẩn bị sẵn sẵn sàng cái việc là gia tăng và tích trữ trước cái lượng hàng từng hàng tồn kho trước khi mà tiêu thụ thép có sự gia tăng trở lại trong giai đoạn các quý cuối năm tới đây. Đấy, thì bảng cân đối kế toán thì anh chị chú ý đến cái khoản mục hàng tồn kho của VGS. Hiện tại thì VGS là vẫn nằm trong top 5 các doanh nghiệp sản xuất ống thép có thị phần lớn nhất Việt Nam. Cụ thể là thị phần là 6,4% theo nguồn báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam vào tháng 1 năm nay. Lớn nhất, thị phần lớn nhất thì vẫn là Hòa Phát, sau đó là đến Hoa Sen, rồi là đến các cái công ty thép khác như là thép Việt Đức đấy, hay là thép Minh Ngọc. Và ngoài ra thì các cái doanh nghiệp thép khác nữa, nhìn chung thì VGS vẫn nằm trong top 5
các doanh nghiệp sản xuất ống thép có thị phần lớn nhất Việt Nam. Tiếp theo thì ở khoản mục bảng cân đối kế toán ở phần nguồn vốn thì anh chị cũng hãy chú ý đến phần người mua trả tiền trước ngắn hạn, ở đây là nó có sự gia tăng. Khoản mục người mua trả tiền trước này thì bắt đầu xuất hiện từ quý 4 giai năm ngoái là hơn 10 tỷ. Và sang đến kết thúc quý 1 năm nay thì nó tiếp tục tăng lên là hơn 13 tỷ. Thì VGS hiện tại là vẫn đáng chú ý nhất là cái dự án bất động sản Việt Đức Legend City ở tỉnh Vĩnh Phúc thì hiện tại là đã được khởi công và dự kiến là cuối năm nay mở bán. Thì cái khoản mục người mua trả tiền trước này thì rất có thể là cái phần đặt cọc của khách hàng đối với dự án này. Thì cái khoản mục người mua trả tiền trước nó tiếp tục gia tăng thì nó càng khẳng định về cái khả năng cao hơn là cái dự án này là cũng gần đến giai đoạn là mở bán rồi. Vay và vay ngắn hạn của VGS thì là khoảng 700 tỷ, có tăng nhẹ so với giai đoạn đầu năm. Vay dài hạn thì là hơn 200 tỷ. Như vậy tổng lại các khoản vay của VGS thì nó rơi vào khoảng 900 tỷ, gần 1.000 tỷ. Thì như vậy là nó cũng tương đương với vốn chủ sở hữu của VGS. Và cái tỷ lệ vay như vậy thì cũng phải nói là khá là cao. Thì hiện tại là doanh nghiệp đang tập trung cho cái hoạt động tập trung là để thi công và hoàn thiện nốt cái dự án Việt Đức Legend City để đến cuối năm nay có thể mở bán. Ngoài ra nữa thì qua cái việc là hàng tồn kho mà gia tăng khá là mạnh như vậy thì cũng có thể thấy là doanh nghiệp vay nợ để nhằm là tập trung sản xuất thép và gia tăng cái lượng tích trữ hàng tồn kho thép lên để chuẩn bị cho cái giai đoạn khi mà tiêu thụ thép sẽ gia tăng trở lại trong các quý cuối năm nay cũng như là sang năm sau khi mà thị trường bất động sản phục hồi. Ở đây anh chị thấy là cái phần đây là cái biểu đồ về thay đổi nguồn vốn của VGS thì cái đường màu xanh này nó tăng dựng đứng lên. Thì đây chính là cái đường mà biểu hiện về người mua trả tiền trước của VGS thì nó tăng dựng đứng lên. Đây anh chị thấy là nó bắt đầu xuất hiện từ cái giai đoạn là quý 4 năm ngoái và sang đến quý 1 năm nay là vẫn tiếp tục gia tăng khá là mạnh. Đấy, thì đây rất có thể là cái khoản mà khách hàng đặt cọc cho trước cho cái dự án bất động sản Việt Đức Legend City của VGS ở Vĩnh Phúc. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang thì anh chị sẽ thấy được rõ hơn là hiện tại VGS đang thực hiện hai dự án bất động sản là khu đô thị mới Vân Canh và dự án Việt Đức Legend City. Dự án là khu đô thị mới Vân Canh này thì nó chiếm cái diện tích ít thôi. Còn chủ yếu là VGS tập trung cho cái dự án bất động sản là dự án Việt Đức Legend City với cái chi phí xây dựng cơ bản dở dang cho đến quý 1 năm nay là khoảng hơn 700 tỷ và chiếm tỷ trọng khá là lớn. Thế trong cái báo cáo thường niên của VGS thì có đưa ra cái báo cáo của Hiệp hội Thép Việt Nam là dự kiến tiêu thụ thép trong năm 2024 tăng 6,4% và đạt gần 21,6 triệu tấn. Như vậy là vẫn có cái sự gia tăng về tiêu thụ thép trong năm 2024. Đấy, ngoài ra thì triển vọng sản xuất thép của Việt Nam có thể sẽ tăng khoảng 10% trong năm 2024 nhờ kỳ vọng nhu cầu thép thế giới phục hồi. Thì như vậy là năm 2024 vẫn được nhận định là một năm phục hồi của ngành thép với dự báo là tiêu thụ thép sẽ có sự gia tăng trở lại trong năm 2024 so với giai đoạn năm 2022 và 2023 là những cái giai đoạn mà ngành thép đã ghi nhận những cái quý mà sụt giảm lợi nhuận cũng đã rất là sâu rồi. Thì sang đến năm 2024 thì ngành thép được dự báo là sẽ có sự phục hồi trở lại. Các kế hoạch khác trong năm 2024 của VGS thì ở đây mình có đánh dấu một cái kế hoạch rất là đáng chú ý của VGS, đó là tập trung cao độ để triển khai dự án đô thị Việt Đức Legend City giai đoạn 1. Đấy, thì đây là cái dự án mà được kỳ vọng là sẽ tạo nên cái lợi nhuận đột biến của VGS khi mà dự án này được mở bán. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VGS là lợi nhuận trước thuế hợp nhất là khoảng 70 tỷ. Đấy. Và doanh thu thì là hơn 7.000 khoảng 7.100 tỷ đối với hợp nhất. Thì nhìn chung là cái mức lợi nhuận này thì ban lãnh đạo đặt ra cũng khá là khiêm tốn và thận trọng trong năm 2024 này. Đấy, tuy nhiên thì đối với triển vọng về ngành thép có cái sự phục hồi và tiêu thụ thép cũng kỳ vọng là sẽ gia tăng trở lại trong năm nay
thì cá nhân mình vẫn kỳ vọng là doanh nghiệp vẫn có thể đạt được những cái mức lợi nhuận là tăng trưởng hơn so với năm 2023. Lịch sử trả cổ tức của VGF thì 2 năm gần đây là doanh nghiệp là trả cổ tức bằng cổ phiếu, còn trước đó thì đa phần là trả bằng tiền. Đấy, đa phần là trả bằng tiền, thể hiện là hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng rất là ổn định và khá là tốt. Tuy nhiên thì sang đến các năm gần đây thì doanh nghiệp tập trung triển khai cái dự án bất động sản Việt Đức Legend City, nên là trả cổ tức bằng cổ phiếu, thay vào đấy là tái sử dụng lợi nhuận để tiếp tục là tập trung đầu tư, thực hiện kinh doanh cũng như là thực hiện cái dự án bất động sản này. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích chi tiết hơn về dự án Việt Đức Legend City là cái kỳ vọng lớn nhất của VGF ở thời điểm hiện tại. Quy mô của dự án là 60 ha và được chia làm hai giai đoạn, với giai đoạn 1 là 27,5 ha và giai đoạn 2 là 34,5 ha. Giai đoạn 1 quy mô là 27,5 ha, gồm 197 căn shop house, 201 căn biệt thự, hai tòa chung cư thương mại, nhà ở xã hội đấy và các công trình thương mại dịch vụ. Giai đoạn 2 thì có diện tích là 34,5 ha, cũng chia làm các cái sản phẩm như là shop house, biệt thự, nhà ở xã hội và các khu thương mại dịch vụ, trường học. Vị trí của dự án là tọa lạc tại nút giao Đại lộ Mê Linh, rộng 100 m và quốc lộ 2A, đặc biệt là vành đai 4 vùng thủ đô, tuyến phát triển quan trọng của kinh tế đô thị Hà Nội, kết nối thuận tiện tới khu đô thị Starlake, khu đô thị Sipucha, trung tâm thương mại Lotte Mall Võ Chí Công, bệnh viện quốc tế Vinmec thuộc Vinhome Smart City, đấy, rồi là trường quốc tế, rồi là sân golf Việt Vân Trì. Tại sự kiện khởi công thì ông Lê Minh Hải, chủ tịch hội đồng quản trị của VGF cho biết là dự án Việt Đức Legend City được doanh nghiệp tập trung tối đa nguồn lực để triển khai sau giai đoạn chuẩn bị kỹ lưỡng, tâm huyết với sự hợp tác của nhiều tên tuổi lớn từ Singapore, Vương quốc Anh. Dự án được triển khai thi công hiện trường giai đoạn 1 và có thể sẽ ra mắt thị trường vào cuối năm nay. Đấy, như vậy là ông đã đưa ra một cái dự báo về khả năng là sẽ mở bán dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 vào cuối năm nay. Thì đây là chia sẻ trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng Quản trị VGF tại sự kiện khởi công cái dự án này giai đoạn 1. Như vậy thì cái vị trí của dự án Việt Đức Legend City thì nó cũng rất là khá là đẹp. Gần Đại lộ Mê Linh, rồi là nằm ở vùng ven Hà Nội, thuộc cái vùng vành đai 4 của vùng thủ đô, rồi là kết nối rất là gần tới các cái đô thị trung tâm trong Hà Nội. Cùng với đó, VGF tích cực chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2 của dự án và dự kiến công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2 sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Và dự án Legend City dự kiến ra hàng ngay cũng là cuối năm nay. Đấy, nhìn chung là VGF hiện tại đang đẩy mạnh triển khai rất là mạnh cái dự án Việt Đức Legend City này, và dự kiến là cuối năm nay đã có thể mở bán rồi. Ngoài ra thì mở bán đối với giai đoạn 1, và ngoài ra thì giai đoạn 2 là cũng đang được tích cực triển khai cái công tác giải phóng mặt bằng và cũng dự kiến là hoàn thành trong năm nay mà thôi, rất là nhanh. Đây là hình ảnh về lễ khởi công dự án Việt Đức Legend City vào tháng 4 vừa qua. Và đây là cái hình ảnh về phối cảnh của dự án Việt Đức Legend City. Mình có search về cái giá đất tại cái khu vực Vĩnh Phúc. Cụ thể dự án này thì nằm ở huyện Bình Xuyên của tỉnh Vĩnh Phúc, thì mình search cái giá đất hiện tại thì nó rơi vào khoảng là 20 đến 30 triệu mét vuông. Đấy, thì nó nhân ra đối với cái dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 là 27,5 hecta, thì anh chị có thể nhân ra là 27,5 hecta và nhân với cái diện tích đất thương mại diện tích đất thương mại thì nó chiếm khoảng 40%, chiếm khoảng 40% thì tức là nó sẽ rơi vào khoảng 110.000 mét vuông là đất thương mại, và nhân với cái giá đất hiện tại thì nó rơi vào khoảng 20 đến 30 triệu một mét vuông, thì mình cứ lấy thấp nhất thì nó vào khoảng 20 triệu một mét vuông thì nó đã ra là khoảng 2.200 tỷ, và trừ đi chi phí xây dựng cơ bản dở dang của VGS đến thời điểm hiện tại như mình vừa chia sẻ là khoảng hơn 700 tỷ. Đấy, thì như vậy là lợi nhuận của dự án này giai đoạn 1 thôi,
là nó đã rơi vào khoảng 1.500 tỷ rồi. Và so với cái vốn hóa của VGF, đây, vốn hóa của VGF hiện tại là khoảng 1.800 tỷ. Thì như vậy là riêng cái dự án Việt Đức Legend City giai đoạn 1 thì nó đã có thể là đem lại cái mức lợi nhuận là bằng vốn hóa bây giờ. Thì tức là giá cổ phiếu vẫn có dư địa để có thể tăng được khoảng 70 đến 100% nữa, tức là có thể tăng gấp đôi nữa so với mức vốn hóa hiện tại. Và đấy là chưa kể cái phần lợi nhuận của giai đoạn 2, cũng như là trong bối cảnh mà thị trường bất động sản phục hồi trong giai đoạn nửa cuối năm nay và sang năm sau thì giá đất còn có thể cao hơn nữa. Và vì vậy nên là lợi nhuận đem lại cho VGS đối với dự án này nó vẫn còn có thể cao hơn nữa. Thì đây là mình đưa ra cái mức định giá tối thiểu so với cái dự án giai đoạn 1 với cái mức giá đất hiện tại, giá bất động sản hiện tại ở cái khu vực huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc thì nó ở cái mức trung bình thấp thôi để cho anh chị có thể nắm được, bởi vì định giá thì nó mang cái tính chất tương đối để anh chị có thể tham khảo. Ngoài ra thì nếu mà định giá theo cái phương pháp dòng tiền và dự kiến tăng trưởng lợi nhuận của VGS trong năm nay, mình giả định là có thể rơi vào khoảng 10 đến 15% thì nó cũng ra được cái mức định giá của VGS thì nó có thể rơi vào khoảng 60 đến trên 60.000 đồng phiếu đối với VGS. Thì hiện tại là giá cổ phiếu đang ở cái vùng là 35 đến 37.000 đồng một phiếu thôi. Thì như vậy là cái dư địa để tiếp tục tăng giá của VGS thì nó vẫn còn nhiều tiềm năng và chưa phản ánh hết cái tiềm năng tăng giá của VGS. Và đấy là còn chưa kể đến trường hợp là tiêu thụ thép trong năm nay có thể là sẽ gia tăng trở lại nữa, cũng như là những cái dự án bất động sản khác của VGS. Thì quan điểm của cá nhân mình là mang tính chất là tham khảo, và anh chị có thể là cân nhắc và rủi ro cũng như là tự đưa ra quyết định và chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Và trên đây là phân tích chi tiết về cơ hội cổ phiếu VGS, thì hy vọng là có thể đem lại cho anh chị một cơ hội cổ phiếu mới và canh những cái nhịp điều chỉnh hay là những cái nhịp tích lũy ngắn của phiếu để có thể tham gia. Và rất mong là anh chị thấy video hữu ích thì có thể nhấn nút like cho video để video được lan tỏa rộng rãi hơn, cũng như là đăng ký kênh. Và ngoài ra thì anh chị có nhu cầu tham gia room khách hàng để nhận được đầy đủ như là chi tiết, tín hiệu mua bán và các cơ hội cổ phiếu, phân tích doanh nghiệp đầy đủ, thì anh chị có thể quét mã QR đang hiển thị trên màn hình để mở tài khoản chứng khoán tại MBS, và tài khoản của anh chị sẽ do trực tiếp mình chăm sóc, hỗ trợ anh chị trong quá trình giao dịch và đầu tư. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể thực hiện theo các hướng dẫn mà mình để ở bên dưới video để có thể mở tài khoản cũng như là tham gia room khách hàng. Và anh chị có bất cứ thắc mắc hay là cần được tư vấn trực tiếp thì có thể liên hệ với số Zalo của mình là 032 975 9522. Và rất cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hy vọng là đã có thể giúp cho anh chị có thêm cơ hội, một cái cơ hội cổ phiếu nữa để anh chị có thể cân nhắc và tham gia đầu tư. Anh chị hãy đăng ký kênh để nhận được những thông báo về các video chia sẻ các cơ hội cổ phiếu tiếp theo. Và chúc anh chị đầu tư thành công.